Vâng, rất là hân hạnh được đến đây để đóng góp chương trình văn nghệ mừng sinh nhật 7 tuổi của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến đây và luôn yểm trợ cho Đài Phát thanh. Hy vọng rằng là Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi sẽ được lâu dài và không lâu, như là như mình nói không lâu, chúng ta có thể trở về Việt Nam. Vâng, và để giúp vui chương trình văn nghệ, mình mời quý vị thưởng thức một bản nhạc rất là quen thuộc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Không Bao Giờ Ngăn Cách. Mỹ Lan hát cái bài này là Mỹ Lan có một cái ý nghĩa nha, là Mỹ Lan nghĩ rằng là tất cả mọi người đến đây đều thương mến Đài Phát thanh và chúng ta cùng một lập trường, cùng một cái mục đích là chúng ta giữ vững Đài Phát thanh để đem những tin tức cập nhật, những tin tức mà Cộng sản Việt Nam luôn bưng đích để không cho người dân của chúng ta biết được. Và với Đài Phát thanh tất cả mọi người đều biết, và với nó thân tình tất cả mọi người đến đây, Mỹ Lan mong được rằng là chúng ta sẽ không bao giờ ngăn cách, chúng ta sẽ luôn cùng đứng chung với nhau để giữ vững tinh thần cho Việt Nam chúng ta sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền. Không bao giờ ngăn cách thuộc với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
rời xa đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi nha quý vị. Một cái bản nhạc thật là tuyệt vời, đưa lên mình nhìn ảnh một người lính. Tuy là anh đi làm nghĩa vụ của một người lính chiến cầm súng để bảo vệ quê hương, nhưng mà vẫn nhớ đến người yêu thương của mình đang chờ đợi tại hậu phương. Và vâng, dạ thôi, một bài hát nữa sẽ được gửi đến. Thì cái bài này nó cũng rất là quen thuộc với quý vị. Mời quý vị cùng nghe một liên khúc được mang tên Tình Yêu Thủy Thổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là ngon miệng. Rồi, xin cảm ơn ca sĩ Milan. Bây giờ thì người kế tiếp chúng tôi xin mời lên đây để đóng góp cùng văn nghệ hôm nay là ca sĩ Phương Hồng Quế. Một tràng pháo tay đi chào đón Phương Hồng Quế, thưa quý vị. Chúng tôi cũng xin nhắc lại quý vị là nãy có một số quý vị hỏi chúng tôi là bây giờ muốn mua vé số đâu, thì quý vị tiếp tục cứ ngồi yên tại chỗ, đưa tay lên sẽ có người đến tận nơi. Chúng tôi còn 500 vé mà quý vị mua trước khi sổ số nha quý vị nha, sổ xong trúng tại chỗ luôn, có lẽ là đặc biệt lắm. Vâng, còn 500 vé thưa quý vị. Phương Quế xin chào tất cả quý vị. Dạ vâng, Phương Quế rất vui khi được đóng góp một phần nhỏ nào cái tiếng hát của mình, cũng như cái sự đóng góp trong nhiều năm qua với Đáp Lời Sông Núi. Đây là một cái chương trình phát thanh, một cái công việc mà chúng ta nên làm, những người hải ngoại chúng ta nên làm, để cho những đồng bào trong nước chúng ta biết sự thật về tất cả những gì đang xảy ra ở trong nước. Vâng, một lần nữa xin chúc Đài Radio Đáp Lời Sông Núi sống mãi, sống thật mạnh và sống dài dài, để đồng bào chúng ta còn được nghe tiếng nói chân thật của người Việt hải ngoại. Bài hát mở đầu chương trình, quý vị nghe liên khúc của nhạc sĩ Trúc Phương, Bóng Nhỏ Tìm Chiều. Anh ơi chia hai chúng mình, mộng xưa khó thành.
Suốt nhiều năm qua và 4 năm vừa qua, chúng tôi đã liên tục hàng tuần có chương trình tiếng hát hậu phương live show trên đài Hồn Việt TV Direct TV 2038 và được rất nhiều quý vị khán thính giả khắp nơi trên thế giới, kể cả những thế hệ sau này, các em ở trong Việt Nam cũng xem chương trình này rất là nhiều. Vâng, chúng tôi mời quý vị cùng chào đón nữ ca sĩ Trang Thanh Lan. Chủ đề của chương trình tiếng hát hậu phương và quý vị cùng nghe sau đây. Em biết giờ đây ngoài chốn biên cương ngàn trùng, người yêu sẽ buồn nếu đêm về không tiếng ru. Thank you.
sao quý vị? Xin chân thành cảm tạ quý vị. Và một bài hát nữa cho Phan Lan quý vị đến quý vị cũng để tặng anh chiến sĩ Hải Lục Không Quân của chúng ta, một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, bài hát của nhạc sĩ Trúc Phương, bài hát được mang tên Trên Bốn Dùm Chiến Thuật. Xin giới thiệu Oscar Thuận.
Dạ, các em trước hết cảm ơn chị Trang Lan cùng với các mời đến đây. Em rất hân hạnh được đến sinh nhật 7 năm của đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc đài một ngày một phát triển và hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ làm đài tại Sài Gòn với hương của chúng ta. Để có hướng nhạc hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chiếc Tàu Hoàng Hôn của Hoài Linh và Lương Thị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của mình. Quý vị, chúng tôi xin được nhắc nhở quý vị các hoa hậu dài đang đem những cái vé số đó vào sân núi. Chúng tôi còn 500 vé nhưng mà bây giờ bán hồi nãy giờ cũng được mất. Quý vị nào mà chưa mua thì cứ ngồi tại chỗ đưa tay lên, các bộ hậu sẽ đem vé số đến tận bàn cho quý vị nha. 5 đồng một vé mà thôi. Quý vị, để thay đổi không khí, sau đây chúng tôi mời quý vị nghe thưởng thức phần ngâm thơ của nghệ sĩ Bích Thuận. Mời một tràng pháo tay cho phần ngâm thơ của Bích Thuận. Bích Thuận xin diễn lên bài Ai trở về sự việc của nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh. Oh.
về xứ Việt. Gợi về thêm một ít từ nhớ và nhiều lắm. Yêu nhớ thương tha thiết. Đến giữa một mình tôi kia bất cuộc buồn. Chương trình lần này tiếp tục với tiếng hát của Mai B. Em xin mời
chị. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận được thêm một số bảo trợ viên dành cho buổi tiệc của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay. Đó là hội ấy hữu cựu nữ sinh Gia Long 100 đồng, ông bà Hoàng Ngọc Trai 100 đồng, một thân hữu ẩn danh 100 đồng, Chơi Giỏi Nguyễn 100 đồng, giáo sư Trần Phong Vũ 100 đồng, Vietnamese American Community Center California 200 đồng, và Tổng hội Phụ nữ Âu Cơ 500 đồng. Xin thành thật cảm ơn tất cả các bảo trợ viên cho ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay nhân dịp kỷ niệm 7 năm thành lập Đài Đáp Lời Sông Núi, cũng là một cái sinh nhật 7 tuổi của đài, chúng tôi có một bộ bán karaoke và chúng tôi sẽ mời một số vị những sứ thân viên cũng như giám đốc đài sẽ cùng lên đến đây để chúng ta cùng cắt bánh nghe vui đến với lại tất cả mọi người. Chúng tôi, người đầu tiên chúng tôi xin mời ông Đàm Giang, quản nhiệm đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Dạ, xin mời ông Đàm Giang và sứ ngôn viên Hải Sơn. Xin mời sứ ngôn viên Hải Sơn, sứ ngôn viên Bá Cơ, sứ ngôn viên Mỹ Linh. Xin mời ông giáo sư Ngô Quốc Sĩ. Thưa quý vị, giáo sư Ngô Quốc Sĩ là quý vị cũng nghe và biết một thi ca yêu nước là giáo sư viết mỗi tuần, rất là hay. Thưa quý vị, mời quý vị cho một tràng vỗ tay giáo sư Ngô Quốc Sĩ. Xin mời giáo sư lên trên này. Dạ vâng, chúng tôi quý vị xin lặp lại, mời ông Đàng Giang, anh Hải Sơn, anh Bá Cơ, chị Mỹ Linh, ông Nguyễn Quốc Sĩ và người sau cùng là Minh Nguyệt. Thưa quý vị, Đài Đáp Lời Sông Núi tồn tại đến 7 năm ngày hôm nay và sẽ tiếp tục nữa là nhờ những bàn tay này. Và những bàn tay này sẽ tự cắt bánh để mừng cái nỗ lực của mình. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Đáng nhẽ là Mỹ Lan phải lên đây hát bài Happy Birthday to You chứ, giống như năm ngoái. Yeah. Xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ 7 cho Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Quý vị đã dùng bữa rồi, thay vì nhà hàng nói là để mang cam qua nơi không, quý vị sẽ trải nghiệm bằng bánh sinh nhật của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin mời nhà hàng giúp dùm mang bánh ra ngoài, cắt bánh và mời tất cả quý vị ở đây. Và thưa quý vị, cái một trong những mục tiêu ngày hôm nay của chúng ta là xổ số.
quý vị hiện tại trong hội trường này cũng có rất là nhiều quý vị đều có mang vé số trong tay. Kỳ này như chúng tôi đã thưa, sẽ phải có một người đồng hương ở đây trúng lô đặc đắc một xe Camry. Vé số được bán ở ngoài Hoa Kỳ nữa, những nơi như là Âu Châu họ sẽ mua và trả bằng euro, ở Úc Châu trả bằng tiền Úc, Canada trả bằng tiền Canada, những nơi ngoài nước Mỹ thay vì Nhật mang xe Camry qua bên đất trao, mang ba lượng vàng qua trao, thì chúng tôi có quy định là sẽ trả bằng tiền địa phương, rồi họ mua tiền địa phương. Cho nên sẽ nếu trúng ở Âu Châu và nếu trúng ở Úc đó thì sẽ có 20.000 euro tại Âu Châu, 20.000 Úc Kim tại Úc, 20.000 tại Canada, và anh Đằng Giang sẽ đem cái chi phiếu đó, sẽ đem cái tiền đó được trao cho những người ở ngoài Hoa Kỳ. Riêng tại Mỹ này thì sẽ trao một cái xe Camry, Toyota Camry, và quý vị người nào trúng thì phải trả tiền registration mà thôi, tiền thuế mà thôi, còn trị giá xe chúng tôi đã thương lượng với Toyota Camry để giao quý vị. Sau đây thì sẽ là phần xổ số, và xin thưa với quý vị, cho đến giờ phút này chúng tôi đã bán hết 20.000 vé số, cho nên chắc chắn sẽ có một vị, sẽ có những vị trúng số, và tôi rất là hân hạnh và hy vọng trong phòng này của chúng ta, trong hội trường này chúng ta sẽ có những người đã mua số và trúng số từ nhỏ tới lớn, nếu được luôn đắt càng đẹp. Vâng, thưa quý vị, xin nhường lời lại cho MC để đọc thể lệ sổ số ra như thế nào, thưa quý vị. Và xin thưa rằng vì bán hết 20.000 vé số cho nên sổ số quay lòng cầu chắc chắn sẽ có người trúng, thưa quý vị, chắc chắn sẽ có người trúng. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Quốc Bảo. Kính thưa quý vị, chúng tôi được lướt qua một số thể lệ để cho quý vị nắm vững, và sự sổ số này rất là minh bạch, thưa quý vị, đang được livestream và các đài TV sẽ chiếu lại hình ảnh này. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi thứ nhất là vé số như ông Bảo nói, phát hành 20.000 vé đánh số từ 10.001 cho đến 29.999, phát hành trên khắp thế giới từ Âu Châu, Úc Châu, Canada và Hoa Kỳ. Dạ thưa, chúng tôi có tất cả là 5 lồng cầu, từ trái qua phải, từ dưới nhìn lên sân khấu, gồm hàng chục ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Đặc biệt thưa quý vị, hàng chục ngàn chỉ có 2 trái banh, số 1 và số 2. Và các lồng cầu khác thì có 10 trái banh, được đánh số từ 0 đến 9. Ban tổ chức không cần thâu lại cùi vé sau khi sổ số bằng lồng cầu, và ban tổ chức sẽ công bố kết quả trên website của Đài Đáp Lời Sông Núi, trên một số báo, đài truyền hình và đài truyền thanh ở Houston. Đồng thời trên vé số cũng có những chi tiết cần thiết để đồng hương liên lạc nếu có thắc mắc. Vâng, hạn chót để lãnh giải là 3 tháng sau ngày sổ số, có nghĩa là 20 tháng 8 năm 2018 là quý vị không lãnh là sẽ được sung vào quỹ của Đài Đáp Lời Sông Núi. Vâng, thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời một vị giám khảo lên đây để mà kiểm soát các cái banh trước khi bỏ vào lòng cầu. Chúng tôi đang trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, xin ông giúp cho cái phần kiểm soát. Vâng, kiểm soát các cái lòng cầu này rất là minh bạch, thưa quý vị. Lòng cầu hàng đầu tiên hàng chục ngàn chỉ có 2 số mà thôi, số 1 và số 2. Vâng, và kiểm tra coi là có đúng là trong cái lồng cầu thứ nhất đó, cái hàng chục ngàn, nó có 2 cái banh số 1 và số 2 không ạ? À? Vâng. Rồi, bên đây có 10 con số đánh số từ số 0 đến số 9. Vâng, kính thưa quý vị, tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng đang kiểm soát các con số trong lòng cầu. Và trước livestream cũng như tất cả những người trên thế giới có thể theo dõi của sổ số ngày hôm nay rất là minh bạch. Và trước mắt quý vị là chúng tôi sẽ có các hoa hậu và người mẫu sẽ giúp cho cái phần quay số. Có lẽ là chúng tôi sau khi kiểm soát xong, mời xin quý vị một tràng pháo tay đi cho các hoa hậu, người mẫu, những người đem may mắn đến cho quý vị trong cái buổi sổ số ngày hôm nay. Thank you.
Vâng, các con số đang được kiểm soát, hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng quý vị. Vâng, hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng quý vị. Vâng, hàng đơn vị và như vậy thì hàng chục, hàng trăm ngàn, hàng chục, hàng ngàn và hàng đơn vị kiểm soát xong, quý vị. Hàng đơn vị cũng có 10 cái băng từ số 0 cho đến số 9. Điều hợp lệ với đủ vừa số từ số 0 đến số 9. Riêng cái hàng này có hai số, số 1 và số 2. Dạ vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn. Chú Tám, hợp lệ. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn tiến sĩ Ngô Vùng. Và một tràng pháo tay cho các hoa hậu người mẫu sẽ phụ trách phần quay số ngày hôm nay, thưa quý vị. Vâng, và chúng tôi cũng xin thưa với quý vị rằng các lô trúng thì gồm có 10 lô an ủi, mỗi lô 200 Mỹ Kim. Lô may mắn gồm có 5 lô làm 5 cái iPad. Lô thần tài thì có 1 lô gồm có 3 lượng vàng. Và lô độc đắc là 1 Toyota Camry LE 2018. Vâng. Dạ vâng, mình xin gặp lại. Số thứ tự sổ số là chúng ta có 10 giải an ủi, mỗi giải 200 Mỹ Kim. Và 5 giải may mắn, mỗi giải trị giá 1 iPad, 1 giải thần tài, 3 lượng vàng và lô độc đắc là 1 chiếc xe Toyota Camry LE 2018. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin mời các hoa hậu quay số. Chúng ta sẽ sổ 10 lô an ủi đầu tiên, mỗi lô 200 Mỹ Kim. Và xin ban tổ chức ghi những con số này cũng như phát lên hình ảnh. Vâng, thì bây giờ bắt đầu mời các cô quay số. Mỗi một lòng cầu lấy ra một cái banh. Và quay cái 2-3 vòng gì đó rồi lấy ra một cái banh, rồi cầm số banh, số cái banh lên để chúng tôi đọc. Chúng tôi sẽ đọc từng con số. Chúng tôi lặp lại. Các cô cầm lên là có dùng tới cầm lên. Đây, mọi người cầm lên mình đưa lên thôi. Từ bên kia chúng tôi sẽ đọc qua số đầu tiên bên đó là số gì đó? Số 2. Kế tiếp. Mấy vậy chị? Số mấy vậy? Số 9. Vâng, bây giờ số đầu kia, lô đầu tiên là số 2, hàng chục ngàn là số mấy ạ? Số mấy? Số 2. Rồi kế tiếp. Số 7. 7. Số 6. 6. 9. Số 3. Có nghĩa là 2 7 7 6 9 3. Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại. 2 7 6 9 3. 27.693 người nào là chủ nhân của vé số này trúng được 200 Mỹ Kim. Vâng, xin mời các cô hậu bỏ vào lồng cầu và tiếp tục quay số. Bỏ vào bên trong. Vâng, rồi. Rồi, bỏ. Bây giờ quay cho đến khi chúng ta ngưng lại thì sẽ lấy ra nha, quay ít nhất 5-3 lần. Số, tất cả các con số đều bỏ vô trong hết. Rồi, trước mắt quý vị là rất minh bạch quý vị nha. Lô thứ hai trị giá 200 Mỹ Kim đang được các cô quay số. Rồi, cái người đầu tiên nó xin nói lên con số mà của mình, thứ tự từ hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn. Dạ, lô thứ nhì, số 2. 2. 5. 5. 8. 8. 5. 2. 2, 5, 8, 5, 2. Là lô thứ nhì, thưa quý vị. 25.852, phải không ạ? Vâng, lô thứ nhì, 200 Mỹ Kim.
Xin quý vị nào có phụ trách ghi số xin ghi lại cho nó rõ ràng. Vâng, mà bây giờ thì cái đó xong chưa ạ? Vừa bỏ vào trong ạ. Xin mấy chị bỏ vào trong. Rồi, chúng ta sẽ sổ lô thứ ba. Rồi, quý vị tiếp tục lô thứ ba. 200 mỹ kim, xin mời các cô quay số. Người nào quay rồi thì cầm đáp anh lên, đưa ra phía ngoài cho camera thu hình. Và chúng tôi sẽ căn cứ theo đó mà đọc. Hàng chục ngàn là số mấy, hàng ngàn là số mấy, hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn là hàng ngàn. Phần số đầu tiên là 2. Số 2. 9. 9. 0. 0. 7. 7. 0. 29070. Dạ thưa quý vị, lô số 3 29070. Đó là 29070 đó quý vị, lô thứ 3 trúng 200 mỹ kim. Vâng, camera ghi hình xong xuôi rồi, xin mời các cô bỏ vào để chúng ta quay lô thứ 4. Rồi, từng từ trước, mắt quý vị trước cắm camera, các cô sẽ làm từ từ, chúng ta sẽ từ từ để quay số. Quay nhiều quay. Ở số đầu thì không phải 1 là số 2 thôi. Ở phía sau này thì có thể là số khác, nhưng số đầu chỉ có 1 hoặc 2 con số thôi. Rồi, khi nào quay ngược ra lấy một con số xong xuôi rồi thì khi nào nó có, đó, cầm con số lên. Chưa, khi nào đủ 5 con hết rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, đưa cái số ra ngoài. Số đầu tiên. Dạ vâng, lô an ủi số 4. 1. 1. 3. 3. 0. 0. 7. 7. 0. 1, 3, 0, 7, 0. Tất nhiên là 10.370. Dạ vâng, lô an ủi số 4. 1, 3, 0, 7, 0. Cảm ơn các chị, mời các chị bỏ banh vào. Rồi, xin mời bỏ vào, chúng ta tập đầu sổ lô thứ 5. Lô an ủi thứ 5. Rồi, tiếp tục mời các cô quay số. Quay nhẹ nhàng, lấy một cái banh may mắn ra cho sự minh bạch nó được clear. Vâng. Đó, như vậy là các cô có kinh nghiệm rồi. Cầm cái banh lên, đưa mặt số ra ngoài. Số đầu tiên. 1. 9. 9. 9. 9. 4. 4. 9. 1. 9. 9. 4. 9. 9. Phải không ạ? 1. 1. 9. 9. 4. 9. Rồi, 1. 9. 9. 4. 9. Vâng. 1. Dạ, xin mời các cô bỏ số vô để quay tiếp tục lô thứ 6. Dạ, đó là lô an ủi số 5, 19949. Và bây giờ chúng ta sẽ sổ lô an ủi số 6. Mời các cô quay số. Và lô an ủi số 6. Số 1. 1. 2. 2. 5. 5. 0. 0. 0. 1, 2, 5, 0, 0. Có là 12.500 chẳng. Số thì dễ trúng quá. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Lô đó là lô số 6 của lô an ủi. Mời các cô bỏ vào lồng cầu và tiếp tục quay số. Quay từ 2-3 vòng, 3-4 vòng, 4-5 vòng rồi xong rồi mình quay ngược trở lại một cái thì chúng ta sẽ có con số. Đó. Rồi, cầm con số lên, hướng về camera hoặc là hướng về vị trí công viên, chúng tôi sẽ đọc lên. Số đầu tiên là chưa ra. Có hai số thôi quý vị, 1 và 2 thôi. Dạ vâng, đây là lô an ủi số 7. Số đầu tiên. 1. Số 1. 2. 2. 4. 4. 6. 6. 2, 1, 2, 4, 6, 2. Dạ vâng, lô số 7, 1, 2, 4, 6, 2. Nhưng là 12.462.
Vâng, xin mời các cô bỏ vào lần đầu, chúng ta bắt đầu sổ tiếp tục lô an ủi số 8. Vâng, hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. 5 lồng cầu, mỗi lồng cầu có những con số bằng những trái bên bông. Vâng, và bây giờ chúng ta đang sổ lô thứ 8. Lô thứ 8, lô an ủi thứ 8, mỗi lô là trị giá 200 Mỹ Kim. Số đầu tiên có hàng chục ngàn là 1 7 2 9 1 7 2 9, có là 11.729. Thưa quý vị, lô an ủi số 8 trị giá 200 Mỹ Kim. Mời các cô bỏ vào. Dạ vâng, lô an ủi số 8 11 7 2 9. Quý vị có thể theo dõi trên cái màn hình xung quanh đang có những con số chính xác mà ban tổ chức chúng tôi đã có đưa lên. Vâng, chúng tôi sang bước sang lô thứ 9 của lô an ủi, có phải không Minh Nguyệt? Lô thứ 9, 200 Mỹ Kim. Các vé mang số 2 5 7 8 4 2 5 7 8 4, nghĩa là 25.784, trúng 200 Mỹ Kim. Lô an ủi số 9. Dạ vâng, lô an ủi số 9 2 5 7 8 4. Vâng, xin mời các cô bỏ xuống vào trong lồng cầu và tiếp tục quay lô cuối cùng của người lô an ủi. Đó, quay cho nó kêu cái tiếng kêu cho nó hấp dẫn. Đó, nó rào đi. Và đây là lô số 10, cũng là lô cuối của lô an ủi. Vâng, lô an ủi số 10 có các số tận cùng bằng 1 8 0 7 1, có nghĩa là 18.071. 8071 là lô an ủi 200 Mỹ Kim, lô số 10. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng, lô an ủi số 10 18074. Rồi, mỗi lô như vậy là 200 Mỹ Kim. Tiếp theo chúng ta sẽ sổ 5 lô, mỗi lô trúng một iPad. Bỏ số cô, bắt đầu chúng ta sổ 5 lô gọi là may mắn. Bây giờ chúng tôi chúc quý vị may mắn 5 lô, mỗi lô là một iPad. Và đây là lô may mắn đầu tiên. Lô may mắn đầu tiên, vé mang số 1 7 8 4 2 1 7 8 4 2 17.842, trúng một cái iPad. Lô thứ nhất của iPad, thì một lô thứ nhất của iPad. Nhưng xin mời các cô bỏ số vào trong lồng cầu và tiếp tục quay số. Dạ vâng, lô may mắn đầu tiên 1 7 8 4 2. 1 7 8 4 2. Vâng, tiếp theo lô may mắn thứ hai. Lô may mắn thứ hai cũng có 5 con số như sau, chúng tôi xin được đọc lên, đó là 1 7 7 4 2 6 1 7 4 2 6. Vâng, quý thưa vị, lô may mắn số 2 trị giá là một cái iPad, trúng là iPad. Xin mời các cô bỏ số vào trong lồng cầu. Dạ vâng, lô may mắn số 2 1 7 4 2 6. Và đây là lô may mắn số 3. Lô may mắn số 3 các số tận cùng bằng 2 1 8 2 2 8 2 1 8 2 8
Vâng, lô an ủ, xin lỗi, lô may mắn số 2, trị giá 1 iPad. Rồi, xin mời các cô bỏ số vào lại đồng đồng. Rồi, có một người trúng tại chỗ. Xin chúc mừng, xin chúc mừng. Vâng, bây giờ chúng tôi sổ lô thứ 3 là cái iPad. Cái lô may mắn, lô thứ 4. Lô may mắn thứ 4. Các vé tận cùng bằng 2 0 0 1 8 9 2 0 1 8 9 là lô may mắn số 4 trúng một iPad 20189. Dạ vâng, lô may mắn số 4 20189. Xin các cô bỏ vào lòng cầu và tiếp tục quay số. Lô số 5, lô may mắn số 5 thưa quý vị là một cái iPad. Vâng, lô may mắn số 5, mỗi lô trúng một iPad, vé mang số 2 2 2 2 8 8 8 5 2 2 8 8 5. Trúng một lô may mắn số 5, một iPad. Dạ vâng, lô may mắn cuối cùng 2. Ôi trời, và con xin lỗi quý vị, nó có sự trùng trặc. Số đầu tiên là số mấy ạ? 2 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
mang số 22285. Vâng, như vậy là 22.285. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Vâng, chúng tôi sẽ tạm ngưng phần sổ số tới đây để trở lại phần văn nghệ với tiếng hát của Quân Anh Trí. Vâng, một tràng pháo tay cho ca sĩ của chúng ta. Trời dẫy xuống các em ơi.
anh chỉ là một quân nhân thôi. Với áo hoa mũ đỏ tập chân mà cốt đờ rô, khi ra trường thi trong thành phố. Ai đã bảo anh là anh hùng này không? Anh chỉ là một phần người dân thôi. Lúc bếp thì nước ngả tập mềm không thiết tuổi thơ, anh xung vào tiếng nhảy dù. Và bây giờ chúng ta mời các cô hoa hậu lên đây để sổ lô thần tài ba lượng vàng y, thưa quý vị. Vâng, xin mời các cô lên sân khấu ạ. Chúng tôi xin được nhắc lại sau cái một sự hồi hộp này thì sẽ quay cái lô thần tài trúng ba lượng vàng, nó cũng hơi đặc biệt cho nên cần cho quý vị relax chút xíu để đón nhận ba cái lượng vàng này về trong nhà. Có người sẽ dùng ba lượng vàng này đi cứu vợ, có người sẽ dùng ba lượng vàng này để làm cái gì đó, bởi vì ba lượng vàng này nó cũng trị giá cũng khoảng 5.000 lượng kim, có phải không quý vị? Vâng, rất may mắn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón các hoa hậu với hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm và hàng chục, hàng đơn vị. Sự may mắn sẽ đến với quý vị qua bàn tay dịu dàng, những món bàn tay ngà ngọc của các hoa hậu và người mẫu. Không biết các cô hoa hậu đi xuống dưới trở lên còn nhớ cách quay số hay không nha. Coi như hên xui, nếu quay lại thì quay lại thôi, mỗi người có một con số. Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sổ cái lô thần tài trị giá 3.000 vàng. Bỏ cái số này cho, cái này còn bỏ số chưa ra nè, bỏ vô hết nè. Rồi tất cả các số đều có đầy đủ. Bây giờ mời các cô quay số lô thần tài 3 lượng vàng, quý vị ơi. Vé lô thần tài 3 lượng vàng mang số 2 3 3 1 1 5 5 7 2 3 1 5 7, trúng 3 lượng vàng. Xin một tràng hết tay cho các hoa hậu và những người nào mà có con số này. Dạ vâng, xin lặp lại lô thần tài 2 3 1 5 7 với trị giá 3 lượng vàng 1 5 7, 23.157. Xin mời các cô bỏ vòi lồng cầu và trở về vị trí để chúng ta nghe hai tiếng hát mà từ đầu chương trình tới bây giờ đã ngồi đi từ chúng tôi thì ngày hôm nay cái chương trình phần song ca của Ngọc Quỳnh và Lâm Dung qua bài hát Cho Đồng Bào Tôi. Mời quý vị một tràng pháo tay cho Ngọc Quỳnh và Lâm Dung. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và được nối lời mới của nhạc sĩ Việt Dũng.
sẽ được gửi đến quý vị qua hai giọng ca của hai chị em, đó là Lâm Dung và Ngọc Quỳnh. Ngọc Quỳnh xin kính mời. Bài ca tranh đấu hay ra đời.
Xin cảm ơn. Mình cảm ơn Lâm Dung và Ngọc Quỳnh. Kính thưa quý vị, và sau đây là tiếng hát của Nguyễn Việt Hùng. Chúng ta sẽ sổ lô động đất sau ba bài hát này, quý vị đáng chờ để thưởng thức chương trình văn nghệ. Và cái điều này, lô động đất rất đặc biệt, một chiếc xe Toyota Camry 2018 trên rất là biệt. Một tràng pháo tay cho ca sĩ Nguyễn Việt Hùng, thưa quý vị. Cái này là bất ngờ, không nghĩ là được hát. Nhưng mà kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn ơi Vĩnh Viễn của nhạc sĩ Nam Lộc. Tôi xin hứa rằng tôi trở về.
cửa vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ. Của nhạc sĩ Phan Văn Hưng với tựa đề là Tiếng Gọi Phố Phường. Ngọc Quỳnh và Lâm Dương xin kính mời. Giờ phút cuối cùng thành ra Lâm Dung và Ngọc Quỳnh sẽ làm cho quý vị sôi máu lên một tí. Yeah. Với những nhạc phẩm đấu tranh. Bây giờ mình có biết bao nhiêu người đang coi không? Hai thôi. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị. Có một chút xíu trục trặc về kỹ thuật, thành ra có gì xin quý vị lượng tình tha thứ.
xin mời các hoa hậu người mẫu lên chúng ta chuẩn bị sổ lô độc đắc. Xin đứng đang tính cho cái nhạc cho sổ số kiến thiết quốc gia chính đang tính nha. Chúng tôi có yêu cầu các cô hoa hậu sau khi mà chúng tôi hát dứt cái bài sổ số kiến thiết quốc gia thì các cô mới được ngưng nha. Lúc đó mới lấy số ra, cứ tiếp tục quay trong lúc chúng tôi hát bài sổ số kiến thiết quốc gia nha. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ đây cái giây phút hồi hộp đang được sẽ diễn ra ngay bây giờ. Lô độc đắc một chiếc Toyota Camry 2018 LE. Vâng, bây giờ thì quý vị thấy là trước mắt quý vị là năm cô hoa hậu và người mẫu sẽ sẵn sàng chuẩn bị quay số và xin kính chào đồng nhạc. Số số kiên quyết quốc gia đồng mở tay nhớ mà thôi. Nhanh lên chứ nè. Số số lưu mãi bao tình đồng hương thương giúp cho đời mình lo vững vàng. Phù thống lên sân đất tình trần lắc lắc lời trong nơi tiếng lưới linh đàn. Điều hú đêm hay chỉ nằm đồng thôi ngay mắt trong giờ và trong đó trời. Ngày tốt tươi hơn nhất quyền từ đó anh là chỉ hướng của hồi cho mê. Ô chú mê, ô chú mê, ô chú lần đêm. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có lô động đất vé tận cùng bằng số 2 7 7 6 6 0 0 4 2 7 6 0 4 27 604. Chúng lô độc đắc một chiếc Toyota Camry. Xin chúc mừng. Cảm ơn lô độc đắc 2 7 6 0 4. Còn thưa quý vị, trong tay có ai trúng lô độc đắc hay không? Vâng, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả các hoa hậu và người mẫu đã phụ trách cái phần quay số ngày hôm nay. Và liên tục chương trình bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát của chủ nhân nhà hàng. Xin mời anh Thông. Anh Thông có đây không ạ? À? Xin mời anh Thông lên này thì có đôi đời. Xin cảm ơn các cô trong ban nhạc. Vâng, quý vị thức ăn rất là ngon và không khí rất là ấm cúng. Là do anh chủ nhân nhà hàng Hoàng Sa anh Thông sẽ có đôi lời cùng vị. Vâng, xin mời anh. Trước hết xin được chân thành cảm ơn ban tổ chức đáp lời sông núi và cũng sự yêu ái đó. Thì dĩ nhiên anh cho tôi một điệu nhạc hải quân đi, bởi vì tôi vốn là quân chủng hải quân. Và cũng xin được thôi thì của ít lòng nhiều, tôi xin ủng hộ cho đáp lời sông núi $200 nữa để mà có một cái quỹ càng nhiều thì càng tốt, phải không ạ? Và giờ đây cho tôi một điệu nhạc hoa biển đi, hoa biển, hoa biển. Không sao, chúng tôi cũng còn tới đúng còn tới bây giờ là tới 3:30 mới hết mà, thành ra còn tới 10-15 phút nữa, không sao đâu. Nếu mà có thể được tôi cho là 3:40 đi. Bởi vì thú thiệt là buổi chiều nay thì chúng tôi có cái đàn nhạc hội của coi như là cổ nhạc ngày hôm nay, thành ra cũng cũng xin được thông báo đến quý vị. Anh cho
sao chưa thấy anh xa. Em ơi giàn hờn chín nhà hoa sâu tan trong đại xin quý anh chị lượng tình tha thứ cho. Xin cảm ơn.